Máy mình giúp dân thôi chứ mình đâu có nghĩ gì về tiền. Lên nằm bữa 1 2 giờ 11 12 giờ khuya về tới nhà. Tại theo nước nè, mình sửa theo nước. Thì nước lên mình lên, nước xuống mình nước xuống cài càng mình về, vậy là hết xe mình về. Không có tiền người ta cũng người ta có lòng tin. Chứ mình nó im re thì mình không có lòng tin, mà không có người ta có tiền, người ta đâu có lòng tin đâu. Không có ai gì rồi, vậy tại vô mình nói trước rồi, đậu đó đi mình sửa xe mới không có tiền. Người ta thấy đèn rửa ra nè, không ai thấy đèn mà cũng biết. Bốc đầu lên, bốc ai phụng ha, bốc ai phụng nha. Bốc ai phụng á, đừng bốc ai ấy, bốc ai phụng á, ngay phụng á, dỡ lên.
cái đuôi bỏ. Nổ thì được rồi. Nổ về nhà đâu cho bằng vậy đó. Có tập của quyền cái tốt lắm, nhỏ lớn mà. Em ở chung chỗ này hình ảnh nè. Có đậu không có chết khổ thòm luôn. Đố chuyện khổ hoài đó. Khổ hoài à. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, ăn cơm á. Không có mở, mở que luôn. Rửa xe bỏ nghề rồi. Rửa xe bỏ nghề. Rửa 200 năm bỏ nghề. Bị người ta chịu thiếu quá. Chịu thiếu quá chịu không nổi. Thế quá giúp chị à. Đậm xe 5 triệu, 10 triệu nó trả 5 triệu rồi. Nó hứa hoài, trả hoài. Hả? Chịu không nổi. Dễ gì mình đội ta, đội ta không trả vô vậy làm sao bây giờ? Dễ gì? Mất quá hả? Mất quá giờ đi vô sửa miễn phí rồi hả? Thế rồi hả? Cảm ơn anh em nha. Rồi. Cái gì? Dạ, nhắm nhắc đâu. Mà thằng nó ở đây nó thua đúng không? À. Mở quen vô. Mở nha bạn. Sẵn sàng vô. Rồi, đúng rồi. Bạn hãy mang lên giật nha. Quá đông. Quá đông không vậy? Tay ra đi, chưa, 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 chưa